Đây chính là chiếc Infinix Hot 40 Pro, một chiếc điện thoại mà có mức P&P rất ngon trong cái tầm giá là khoảng trên dưới 4 triệu đồng. Trong vài năm trở lại đây thì các bạn đã biết nhiều hơn về cái thương hiệu Infinix này với những con điện thoại của họ. Nó có đánh mạnh về mặt cấu hình cũng như là những cái trang bị đi kèm nó thì cũng rất là tốt. Với Infinix Hot 40 Pro chúng ta sẽ có cái gì đấy quen quen, bởi vì mình thấy là con này rất là giống con Note 30 nhá. Ví dụ như ở đây là mình sẽ có con chip cũng giống này, cái màn hình của nó cũng na ná nhau này, rồi kể cả là pin hay là về tốc độ sạc thì nó cũng xem như vậy. Vậy thì ngoài những yếu tố đó và một cái vỏ hộp cực cháy như thế này thì Infinix Hot 40 Pro còn gì nữa? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong bài đánh giá ngày hôm nay với Rường Công Nghệ. Trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên là hãy để lại một lượt thích, chia sẻ video và đăng ký kênh Vật Vờ Studio để đón xem những video mới nhất nha. Rất tốt ở đây, nói ngay như cái bản là chúng ta sẽ có 8GB RAM và 256GB bộ nhớ trong. Ở trên cái vỏ hộp của nó thì các bạn sẽ thấy là máy ghi là có 16GB, thì sẽ bao gồm là 8GB RAM cứng và có 8GB RAM ảo được mở rộng ra từ bộ nhớ nữa. Thì đây là một cái ưu điểm cực lớn của Infinix Hot 40 Pro so với đối thủ khác trong cùng tầm giá. Vậy nên là ở trong cái phần ưu điểm của chiếc máy này, mình sẽ chia ra làm 4 mục. Đầu tiên là những cái ưu điểm của nó tốt hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Còn 3 cái mục ở bên sau đó thì nó sẽ là những cái điểm gọi là cơ bản, không quá tốt và cũng không quá tệ trong tầm giá 4 triệu. Mình thấy như thế đã là đủ ổn rồi. Vấn đề đầu tiên mình muốn nói đến đây chính là về thiết kế của Infinix Hot 40 Pro. Các bạn nhìn này, ngay từ cái vỏ hộp của sản phẩm này nó đã gây ấn tượng cực kỳ mạnh cho bất kỳ ai nhìn vào, kể cả như cá nhân mình nhá. Mình không phải là một người chơi Free Fire, nhưng mình nhìn cái hộp này mình cũng thấy là nó cực kỳ cuốn và nó rất là phù hợp với cái đối tượng mà sản phẩm này hướng đến, đó là các bạn trẻ. Em này thì sẽ có đến tận 5 màu cơ, và cái màu mình đang có đây là cái màu xanh bi, như các bạn thấy này, nó rất là đẹp đúng không? Và cái ốp đi kèm của nó thì cũng đậm chất Free Fire luôn, với cái chữ là Booyah Now. Để nói về bản thân của chiếc điện thoại nhá, thì mặc dù là cái ngoại hình của nó thì không có bất kỳ cái gì liên quan đến cái vỏ hộp cũng như là cái ốp điện thoại cả, tuy nhiên là cái màu sắc này của nó thì rất là độc đáo, cũng như là cái họa tiết, các bạn nhìn họa tiết trên mặt lưng này, nó như kiểu là một cơn mưa sao băng, và khi mà chúng ta lắc qua lắc lại thì cũng sẽ có những cái sự chuyển đổi về ánh sáng rất là đẹp. Và cái điểm đặc trưng ở trên thiết kế của chiếc máy này đó là một cụm camera siêu to luôn, và nổi bật ở đây chúng ta thấy có dòng chữ là 108 megapixel triple camera. Đây cũng là cái điểm nâng cấp của cái chiếc Infinix Hot 40 Pro này so với con Infinix Note 30. Con Note 30 đấy thì không có 108 megapixel trên camera đâu các bạn nhé. Mặc dù là cụm cam rất là to nhưng mà nó lại không bị lồi lên quá nhiều, và trong cái quá trình mình sử dụng ấy thì nó chỉ hơi cấn nhẹ một chút thôi, nó không quá là ảnh hưởng. Mà khi mình lắp ốp vào ấy thì chúng ta sẽ cầm nắm nó dễ hơn, nó đỡ bị trơn trượt hơn và nó vẫn hơi cấn nhẹ một tí. Đổi lại là vì cái màu sắc ở trên cái máy này của mình nó quá sáng, nên là khi mà mình chạm vào, kể cả nó có một vài những cái vết bẩn do mồ hôi của mình dính vào thì nó cũng không nhìn thấy quá rõ. Trong trường hợp các bạn muốn có một cái thiết kế điện thoại mà vẫn có mặt lưng nhám mà giá lại rẻ hơn cả con Infinix Hot 40 Pro này thì chúng ta có gì? Chúng ta có Infinix Hot 40i. Cái chiếc máy này của Infinix ý, nó chỉ có hơn 2 triệu thôi, thì mình cũng sẽ nói qua đây cho các bạn. Đây các bạn nhìn cái quả mặt lưng này của nó này, không ai nghĩ đây là một con điện thoại hơn 2 triệu đúng không? Với Infinix Hot 40i thì cái bộ nhớ tối thiểu của nó đã là 128GB rồi. Màn hình của nó thì cũng rất là to, với cái tần số quét là 90Hz. Camera chính độ phân giải là 50MP và pin khỏe là 5000mAh. Đây sẽ là một cái sản phẩm mà mình nghĩ rằng nó cực kỳ phù hợp dành cho đối tượng là những người dùng phổ thông cơ bản nhất, và những người nào không quá hiểu biết về mặt công nghệ, mua cho ông bà bố mẹ chúng ta ở trên quê. Đó, thì cái sản phẩm này vô cùng phù hợp, nó chỉ có hơn 2 triệu thôi, quá rẻ. Quay trở lại với Infinix Hot 40 Pro, mình cũng đã cạy khay sim của chiếc máy này ra để nhét sim mà dùng trực tiếp trong khoảng vài ngày nay. Thì chúng ta sẽ không cần phải hy sinh khay sim để lắp thẻ nhớ, hoặc là hy sinh khay thẻ nhớ để lắp sim bla bla bla. Đại khái là mình sẽ có 2 khay sim và đồng thời các bạn vẫn có thể lắp thêm được cả thẻ nhớ. Đó là trong trường hợp mà các bạn nghĩ rằng là 256GB bộ nhớ ở trên cái chiếc máy này vẫn còn là chưa đủ. Ngoài ra những trang bị khác, ví dụ như kiểu là jack tai nghe 3.5mm này, hay là vân tay một chạm ở cạnh hông của máy thì đều có đủ cả. Và cái vân tay này thì nó siêu nhạy luôn. Ôi, cái ưu điểm thứ hai không thể không nói đến ở chiếc Infinix Hot 40 Pro này, đó chính là về phần loa kép. Đây là một cái trang bị mà có rất nhiều điện thoại, như các bạn đều biết, thì kể cả trong tầm giá khoảng 8 triệu cũng chưa chắc đã có chất lượng âm thanh trên cụm loa này nó là ngon. Và mình thấy là cái âm lượng ở trên cả hai loa trên và dưới nhá, nó đều rất là đều nhau. Và trong quá trình mình chơi game ý, thì mình cũng hoàn toàn là có thể cảm nhận được cái âm thanh nó cực kỳ là rõ ràng, kể cả mình không đeo tai nghe. Cái cụm loa này mình thấy là Infinix họ làm không hề hời hợt một chút xíu nào, vì khi mình tăng mắc âm lượng lên thì cũng không xảy ra tình trạng là bị rè. Mà khi mà nghe nhạc VinaHouse thì vẫn bát bủng ngon lành, chứ không phải là một cái cụm loa chỉ làm cho nó có. Đó, nên là trong cái tầm giá này nhá, có loa kép là một cái trang bị cực kỳ đáng giá nha các bạn. Tiếp đến ưu điểm thứ ba này, đó là con chip Helio G99. Ở trong cái tầm giá khoảng 4 triệu thì đây là một con chip tối ưu nhất rồi. Các bạn có đòi hỏi chip cao hơn thì cũng không có đâu. Với cái sức mạnh của con chip này thì mình cũng đã test qua một vài cái điểm số. Ví dụ như là đây chúng ta có AnTuTu,
với số điểm là hơn 427.000 điểm. Và đáng ngạc nhiên hơn là cái bài test 3D Max của mình, nó cực kỳ ổn định, về kể cả cái bài là Wildlife Extreme Stress Test nha. Các bạn thấy không, cái độ ổn định của nó lên đến là gần 99%, và cái điểm số của nó thì cũng khá là tốt. Và trong quá trình trải nghiệm thực tế thì con chip này cũng không xảy ra cái tình trạng là bị nóng lên. Sau khi mình test những cái điểm số xong thì máy vẫn mát mẻ ngon lành để mình có thể chơi game tiếp được luôn. Cụ thể với những cái bài test game của mình với Infinix Hot 40 Pro với PUBG Mobile, mình có cài đặt mức là mượt cực cao thì nó chạy rất ổn định ở mức là 40 khung hình trên giây, hầu như không xảy ra tình trạng là bị drop. Khi mà lái xe hay là giao tranh thì nó vẫn giữ được con số này, và FPS trung bình của nó thì cực kỳ là cao, lên đến tầm 39.6. Tuy nhiên, cái mình cảm thấy lạ ở đây lại là chính cái tựa game mà nó xuất hiện ngay ở phần vỏ hộp của Infinix Hot 40 Pro, đó chính là Free Fire. Với cái tựa game nó có vẻ khá nhẹ nhàng như thế này thì mình tự tin là để cái mức setting FPS cao nhất. Tuy nhiên là cái biểu đồ FPS thì như các bạn thấy nó khá là trồi sụt, và mình nghĩ là để có thể chơi được ở mức tốt hơn thì chúng ta sẽ cần phải giảm cái khung hình xuống ở mức 30 FPS. Bên cạnh đó thì khá đáng tiếc, chiếc máy này nó không thể chạy được lên màn hình tốc chiến đây. Còn với Liên Quân Mobile thì chúng ta cũng sẽ không thể bật được mức setting lên mức đồ họa là HD. Mình nghĩ rằng đây là vấn đề chưa tương thích về phần mềm thôi, chứ còn sức mạnh của Helio G99 ý, thì nó vẫn dư sức là có thể cân được những cái tựa game này. Bằng chứng là với con Infinix Note 30, con này nó chạy những cái con game mà mình vừa kể đến cho các bạn, nó cực kỳ ngon. Từ Free Fire, PUBG, tốc chiến cho đến Liên Quân, tất cả những cái tựa game mà các bạn hay chơi hiện tại ý, thì con Infinix Note 30 nó đều chạy ngon lành. Thì mình nghĩ là nó chỉ là một vấn đề thời gian thôi, chúng ta sẽ cần đợi khắc phục ở trên con Infinix Hot 40 Pro này. Tuy nhiên, một cái con chip tốt là Helio G99 mà kết hợp với một cái hệ điều hành nó nhẹ nhàng như là XOS, nó đã khiến cho mình có những cái trải nghiệm rất là mượt mà ở trên cái chiếc Infinix Hot 40 Pro. Tất nhiên là mượt ở đây nhá, là so với cái tầm giá là 4 triệu. Chứ bây giờ các bạn nhìn những cái animation như thế này mà các bạn lại đánh giá là nó chạy nó không mượt mà thì thực sự là tội cho nó, vì cái mức giá của chiếc điện thoại này quá rẻ rồi. Và như ban nãy mình nói thì ngoại hình của chiếc máy này nó không liên quan gì đến cái ốp điện thoại cũng như là phần vỏ hộp đúng không? Nhưng mà khi mở máy ra ấy, thì các bạn thấy nó liên quan cực kỳ nhiều. Ê, các bạn nhìn cái giao diện này, nó không phải Free Fire thì là cái gì? Ngay ở trong cái phần cài đặt cá nhân hóa nhá, thì chúng ta sẽ có hẳn một cái bộ, nó sẽ có rất là nhiều những cái hình nền động lấy chủ đề là Free Fire, và những cái icon ở trên cái điện thoại này cũng đã được tối ưu lại mang đậm phong cách Free Fire luôn. Ngoài những cái phần này thì lúc mà mình vào cái giao diện cài đặt thì các bạn thấy không, nhìn nó vẫn gọn gàng, nhìn nó vẫn nhẹ nhàng mà vẫn hiện đại, và mình thấy là nó không bị quá là màu mè. Màn hình thì cũng có thể tùy chỉnh những cái màu sắc cơ bản. Đây cũng là một hệ điều hành nhẹ nhàng và rất là mượt. Cái hoạt ảnh thì như mình đã nói, nó không thể so sánh được với những cái máy nó đắt tiền hơn. Tuy nhiên là cái khả năng phản hồi của máy thì cực kỳ tốt. Mình bấm một cái nó nhận ngay, và khi mình vuốt về nó cũng không xảy ra cái tình trạng là bị khựng lag quá nhiều đây. Đấy, cái khả năng phản hồi này thì mình thấy quá ngon rồi so với một con máy chỉ có mức giá là 4 triệu đồng. Thậm chí là mình cũng có thể điều chỉnh được tốc độ của hoạt ảnh trong phần cài đặt màn hình. Nhờ vào cái hệ điều hành này mà cái tần số quét 120Hz cũng được tối ưu rất là tốt. Bởi lẽ là cũng có rất nhiều máy có tần số quét màn hình là 120Hz, nhưng vì là cái hệ điều hành của nó quá là nặng cũng như là con chip của nó không đủ khỏe, nên là những cái liên quan đến cái độ mượt mà của máy cũng bị ảnh hưởng. Và rất may điều đó thì không xảy ra trên Infinix Hot 40 Pro. Chỉ có một điều đáng tiếc thôi là em này hiện tại là mới chỉ dừng lại ở phiên bản Android là 13 chứ chưa lên được 14. Mình cũng chả biết em này có được update lên 14 hay không. Tiếp đến là một cái màn hình rất là to trong cái tầm giá 4 triệu này, với kích thước của nó lên đến là 6.78 inch. Trong một vài năm trở lại đây thì các bạn thấy là các nhà sản xuất điện thoại họ đã tối ưu cho cái màn hình IPS LCD này, nó rất là ngon. Điển hình là khi chúng ta nhìn vào các cái phần viền camera hay là phần viền màn hình thì mình đã không thấy cái tình trạng nó bị thâm đen quá là nhiều nữa rồi. Và cái màu sắc hiển thị trên cái màn hình này vẫn rất là tốt. Ngay như ở đây là mình có để một cái hình nền có tông màu chính là màu đỏ thì các bạn thấy là nó vẫn rất là rực rỡ đúng không? Tuy nhiên là mình vẫn phải nói đến cái nhược điểm của nó nhá, là không có tấm nền là AMOLED. Nhưng mà các bạn sẽ phải nhìn nhận thực tế là không có con máy nào hoàn hảo cả. Sẽ có những máy như kiểu là con Samsung Galaxy A15 đi, có cái màn hình AMOLED không? Nó là Super AMOLED, nó rất là đẹp, nhưng tần số quét chỉ dừng lại ở 90Hz mà thôi. Hoặc là những cái máy khác như kiểu là Redmi Note 13 đi, thì chúng ta sẽ có tần số quét màn hình là 120Hz này, tấm nền AMOLED rất là đẹp đúng không? Nhưng mà con máy đó thì chip nó lại không tốt được bằng Infinix Hot 40 Pro, cũng như là cái phiên bản ROM cũng như RAM của nó, bản base ấy, thì nó cũng sẽ không được cao như là Infinix Hot 40 Pro. Đó thì như mình đã nói, tất cả chỉ nằm ở câu chuyện đánh đổi thôi. Chúng ta sẽ không có một cái màn hình AMOLED ở đây, nhưng mà đổi lại thì bộ nhớ của nó nhiều, 256GB. Còn hai cái điểm trừ nữa ở trên cái màn hình này mà mình cũng sẽ nói luôn. Thứ nhất là các bạn thấy cái cằm nó hơi dày. Thì thực ra đây là cái điểm trừ chung của những cái máy giá rẻ rồi, nên nó không phải là cái điểm gì đó quá lớn, các bạn dùng một thời gian các bạn sẽ quen. Thế nhưng mà về mặt độ sáng thì cái chiếc máy này sẽ thực sự là vấn đề nếu như mà các bạn chạy xe ngoài đường nhiều, đặc biệt là anh em shipper. Cái độ sáng của chiếc máy này nó thua so với Infinix Note 30 nhé. Nếu như mà nhìn trong nhà đây, các bạn thấy là mình cũng đã bật max độ sáng rồi, và luôn luôn thì mình sẽ cần phải để max độ sáng mình mới có thể nhìn được rõ những cái thông tin. Gần đây thì Hà Nội sẽ có một vài những ngày hửng nắng nhẹ thì mình nhìn ở ngoài đường thì nó vẫn khá là ổn. Còn nếu như mà sắp tới nhá, vào hè rồi, trời nắng như đổ lửa
thì mình nghĩ là chiếc máy này nó sẽ khá là khó để anh em có thể nhìn ở ngoài trời. Ưu điểm thứ 6 đó là về camera của chiếc máy này, ngoài độ phân giải là 108 megapixel và chúng ta có thể chụp được ở mức này luôn với một chế độ riêng là chế độ 108M đây. Lúc này chi tiết của nó cực kỳ là ngon nhá. Thì ngoài những cái này ra, chúng ta sẽ có khả năng quay video độ phân giải là 2K và 30 khung hình trên giây ở cả camera trước và cả camera sau. Đây có thể coi là một cái trang bị ao trình so với rất nhiều những con khác trong cùng phân khúc này đến từ Oppo hay là đến từ cả Xiaomi. Camera selfie của Infinix Hot 40 Pro cũng sẽ có độ phân giải là 32 megapixel. Thì đây là những cái điểm cải thiện của máy so với Infinix Note 30. Khi mà mình chụp hình ở trên Infinix Hot 40 Pro ấy thì mình sẽ thấy là màu sắc của nó hơi nhợt nhạt một tí. Thực ra thì đây là điểm yếu nói chung của những mẫu máy giá rẻ như này rồi. Nhưng mà bù lại thì cái mức độ chi tiết của máy nó rất là cao. Ví dụ như ở đây nhá, mình chụp 1X hay là 2X đều có thể đọc được rất là rõ những cái chữ ở trên cái vỏ SIM này. Kể cả là những cái chữ li ti mình vẫn có thể đọc được. Chụp ngược sáng, xử lý HDR căng đét luôn, không hề bị cháy. Và cái tốc độ chụp của máy cũng rất là nhanh, bấm tách một cái là nó đã có thể ra ảnh cho mình sử dụng được rồi. Thì theo như mình thấy với cụm camera như này, các bạn học sinh mua cái chiếc máy này về là các bạn có thể chụp tài liệu thứ là ngon lành được rồi. Ở trong giao diện của camera thì chúng ta cũng sẽ có công tắc là Google Lens giúp cho anh em có thể tìm kiếm hình ảnh. Nó không khác gì Circle to Search ở trên một cái hãng S nào đấy cả, đúng không? Mỗi tội là cái công tắc này thì nó sẽ nằm ở một cái vị trí bình thường nhé. Cái vị trí này đáng lẽ nó sẽ là lật máy ảnh, thì bây giờ nó đã thành công tắc Google Lens rồi, nên là thỉnh thoảng mình hay bị ấn nhầm một tí. Nhưng mà sau một thời gian dùng mà quen ấy thì nó cũng không có vấn đề gì mấy. Còn riêng về khả năng chụp đêm của Infinix Hot 40 Pro thì mình nghĩ là nó chỉ nên dừng lại mức là cơ bản thôi. Tốt nhất ý là các bạn nên chụp cái chiếc máy này trong điều kiện là có ánh sáng le lói thôi cũng được, hoặc là ánh sáng phức tạp. Chứ còn nếu như mà chụp ở trong cái điều kiện nó tối tăm như này thì rõ ràng là Infinix Hot 40 Pro nó sẽ không thể đáp ứng được. Dễ hiểu thôi, nó là máy giá rẻ mà, chả có vấn đề gì về cái chiếc máy này nữa cả. Và ưu điểm thứ 7 của chiếc máy này đó chính là đến từ phần pin và sạc. 5000 mAh nó là một con số tiêu chuẩn trong cái tầm giá này, và kể cả là cao cao hơn nữa thì mình nghĩ là nó cũng chỉ loanh quanh ở mức này mà thôi. Nó có thể đáp ứng cho mình cái thời lượng on screen đâu đó rơi vào khoảng 7 tiếng, 8 tiếng. Và ở đây nhá thì mình có chụp thực tế mình sử dụng chiếc máy này trong 3 ngày. Và đến gần trưa của ngày thứ 3 mình mới cần mang em này đi sạc. Về cơ bản thì mình không dùng cái chiếc máy này để chơi game các thứ quá nhiều, chỉ dùng cơ bản với các ứng dụng mạng xã hội cũng như là mình dùng wifi cũng nhiều nữa, nên là nó on screen như này cũng là dễ hiểu rồi. Nhưng mà mình nghĩ là anh em mà dùng chiếc máy này 4G trong cả một ngày dài thì nó cũng thể đáp ứng được thôi. Trên thực tế thì mình có test dùng 4G chơi Free Fire trong 15 phút thì máy tụt chỉ có 4% pin thôi. Và sạc 33W cũng là một con số phù hợp trong tầm giá. Cái này thì nó thấp hơn con Infinix Note 30 với 45W nhá. Nhưng mình thấy là 33W thì cũng đủ rồi. Các bạn có thể sạc từ 20% đến 75% trong vòng là 35 phút. Con số này thì mình tham khảo được ở trên trang GSM Arena. Và cũng như rất nhiều những nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc khác thì Infinix Hot 40 Pro cũng sẽ có đầy đủ củ sạc, cáp sạc, que chọc SIM đấy, ở trong hộp này rồi. Nên là các bạn sẽ không cần phải nghĩ đến chuyện là mua ngoài. Và thậm chí là một cái chiếc máy nó giá rẻ hơn 2 triệu thôi, đó là con Infinix Hot 40i. Thì các bạn nhìn này, trong hộp của nó cũng có đầy đủ tất cả các phụ kiện của chúng ta luôn. Các bạn cũng sẽ không cần phải mua bên ngoài. Đấy. Ok, để tổng kết lại cho video ngày hôm nay thì chúng ta có gì về Infinix Hot 40 Pro. Cá nhân mình cho rằng nó là một cái chiếc máy mà rất là tốt trong cái tầm giá là 4 triệu đồng. Đánh mạnh vào phân khúc là các cái bạn trẻ cần một cái chiếc máy mà có hiệu năng tốt để các bạn có thể chơi game. Mình nghĩ rằng là về những cái vấn đề tối ưu game liên quan đến Free Fire hay là với tốc chiến với Liên Quân ý, thì chúng ta sẽ có thể được giải quyết ở trong thời gian sắp tới khi mà cập nhật phần mềm. Còn đâu ấy là những ưu điểm khác liên quan đến Infinix Hot 40 Pro thì chúng ta không thể nào mà bỏ qua nó được. Ví dụ như là màn hình nó to này, chúng ta có pin trâu, có sạc nhanh, camera 108 megapixel. Cái vấn đề lớn nhất của Infinix Hot 40 Pro đây đó là mình thấy là giá của nó đang khá là tương đồng với con Infinix Note 30. Còn các bạn nào mà muốn cân bằng giữa cả hiệu năng và cả về cái phần camera thì các bạn nên chọn con Infinix Hot 40 Pro này. Và máy mới thì tất nhiên là cái thời gian sử dụng của chúng ta với nó sẽ lâu dài hơn. Vậy thì các bạn nghĩ sao về Infinix Hot 40 Pro? Hãy cho mình biết bằng cách là comment ở bên dưới. Còn bây giờ xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Đừng quên là hãy đăng ký kênh Vật Vờ Studio để đón xem những video công nghệ mới nhất nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.